Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình mới mua được cái món đồ chơi này. Đây này. Bây giờ mình tháo vỏ này. Hôm nay bóc tem luôn nhá. Bây giờ nhìn thoáng qua mọi người nghĩ là cái gì? Xem nào. Bây giờ tôi kéo lên nha. Hình như là cái gì sao? Đây. Đây là hình dáng sau khi mà mình kéo ra. Đây chính là hình dáng của chiếc ô. Chắc mọi người cũng đoán được đây là cái gì đúng không? Sang cái thứ hai này. Ô này che mưa thì đây người ta gọi mười là lắm. xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Có 7 lỗ. 7 lỗ à. Các bạn có thể thấy một chiếc như thế này có 7 lỗ. Đây người ta gọi là ô đánh quái à, ô đánh cá sinh thái. Chứ không phải là kiểu cái cá tận diệt đâu nha. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem. Chiếc ô này rất đa dạng nha. Xem cái hiệu quả có đánh cá 7 nó cửa. Cao như cái máy khác không nhé. Có 7 cửa nói. Đây nha. Đây là túi mồi mình mang đi này. Bây giờ cho vào mỗi cái. Test thử cho tôi. Cho nó như này. Chúng tôi sẽ thử xem có hiệu quả hay không. Đây nhá. Cô mồi trông như nó. Cho vào trong đây nữa. Cái này mình thả ở dưới sông nên phải buộc cái dây vào hoặc là kiếm một cái chỗ nào như cái cọc ấy, giữ không có nó trôi. Không bây giờ mà thả xuống ngày mai ra chỉ còn chỗ thôi. Cách đánh cá này mà hiệu quả thì mọi người là chuyển sang cái này mà dùng này, chứ đừng nên dùng kích như mấy cái kia này. Vừa hại môi trường vừa hại cá vừa chết người. Nguy hiểm. Hay là trông đẹp mắt hết nhé. Vừa gọn này vừa đẹp mắt. Có nhiều cửa. Đây. Một thêm dây mỗi cái khoảng 5 mét dây nhé. Rồi, sau khi bỏ xong dây thì bây giờ tôi sẽ mang ra dưới bờ sông. Để mình thả nhá. Đây chính là nơi tôi cho chuẩn bị thả cái bẫy này xuống nha. Đây này. Sát dưới bờ sông luôn nha. Đây. Nhiều mũi lắm. Giờ tôi sẽ quăng ra giữa sông này. À, đó. Đấy. Nó chìm, chìm xuống đáy sông. Rồi. Đó, chìm dần, chìm dần. Đây là cái thứ hai nha, bây giờ tôi sẽ mang ra một chỗ cũng gần đấy. Đây này, ôi trời trơn quá. Bây giờ mình sẽ thả ra đây nha. Đây này, mọi người nhìn này. Đây, đấy, nó đang từ từ chìm chìm nhá. Đấy, khi nào nó chìm hẳn thì bây giờ mình chốt dây vào một cái cọc là đấy, để nó không bị trôi. Rồi. Rồi nha, bây giờ sau khi tôi giải xong hai cái bẫy, bây giờ tôi sẽ trở về nhà và sẽ quay lại đây vào tầm khoảng 6 giờ sáng ngày mai. Sau khi quay lại tôi sẽ biết kết quả là như thế nào. Để xem có cá hay không, xem cách này có hiệu quả hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai nha. Xin chào mọi người nha. Như tối hôm qua mình đã nói thì hôm nay mình sẽ quay lại cái chỗ vào sáng. Nay mình định sẽ nhấc cái bẫy ngày hôm qua lên. Và bây giờ mình sẽ bắt xuống nhấc từng cái bẫy lên xem bên trong kết quả như thế nào nhé.
Đây là cái bẫy đầu tiên nha. Mình sẽ kéo lên. Có vẻ nặng đấy. Vâng. À. Đây này. Và đây là cái thứ hai nhá, mình sẽ kéo lên. Tiếp tục này. Xem nào. Đây. Và đây là kết quả sau một đêm. Cái bẫy thứ nhất đấy. Được một con cá như này. Và đây là cái bẫy thứ hai này. Hai con cá. Bây giờ mình sẽ nhấc cá ra nhé. Con này. Tất cả hai bẫy là ba con. Chắc có lẽ là do cái mồi mình cho vào trong nó không phù hợp ấy. Nên chỉ có những loại cá như này để cho vào. Bây giờ mình sẽ về mình tìm cái loại mồi nào đấy mà chẳng hạn như cá chép hay là cá loại cá hay ăn ở dưới đáy sông ấy, nó sẽ thấy mồi đấy nó vào hơn. Chứ còn cái mồi hôm qua thì phải mồi đơn giản để mình thử thôi, nên chỉ có những loại cá này nó vào. Tại vì hôm qua trước khi đi là mình đã test ở trong ao ấy thì là được khoảng 5-6 con cá có khi gì đấy. Chắc có lẽ ở sông là do cái mồi không phù hợp. Mình sẽ bật cái đi. Thả đi nhá. Không có được. Như vậy là bẫy kiểu này thì cá cũng sẽ vào, nhưng mà nó vào nhiều hay ít thì phải tùy thuộc vào xem mình có mồi gì ở bên trong đấy. Không phải là khi đặt bẫy xuống thì sẽ cá vào. Bây giờ về thì sẽ tìm hiểu thêm về sở thích ăn mồi của từng loại cá để mà tìm ra loại mồi phù hợp để cho vào cái bẫy này. Bây giờ thì sẽ thu bẫy nhé. Thu thì dễ dàng. Mình quấn nó vào. Bây giờ mình sẽ thu cái thứ hai. Rồi, ok. Như vậy là cái bẫy này đánh cá là sẽ được cá. Nhưng cái quan trọng ở đây là cá vào nhiều hay ít là do cái mồi mình ở bên trong. Bây giờ mình sẽ về nhà và tìm ra loại mồi mới. Hẹn gặp lại các bạn vào một lần ở cái bẫy này nhé, ở đây nhất nhé. Hy vọng lần tới sẽ được nhiều cá hơn. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. À quên, nếu các bạn có xem clip này hãy vui lòng đăng ký kênh của mình nhé, để mình tiếp tục ra những clip mà cho các bạn xem có ý nghĩa hơn và cho kênh của mình càng ngày phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Thế đấy.